80% nước hoa được tạo ra trong thế kỷ trước đều chứa nguyên liệu là hoa nhài. Và chào mừng các bạn đến với chuyên mục Nguyên liệu. Chúng ta sẽ nói về jasmine hay gọi là hoa nhài. Hoa nhài theo tiếng Latin được gọi là jasminum, và theo tiếng Ba Tư nó được dịch ra là món quà của Chúa. Hiện nay có khoảng tầm gần 200 loại nhài khác nhau. Và hoa nhài thì có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc. Đặc biệt nó được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo và đám cưới. Bên cạnh đó thì hoa nhài còn là quốc hoa của Pakistan và Philippines. Loài nhài hay được sử dụng ở trong nước hoa là loại nhài trắng. Và các bạn có thể dễ dàng gặp được loài này ở Việt Nam. Trước đây thì ở thế kỷ 17 nó được trồng rất là rộng rãi ở vùng Địa Trung Hải nhờ những cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha. Và bây giờ thì nhài được trồng để có thể sử dụng làm chiết xuất tinh dầu nước hoa ở những cái vùng như là Pháp, ở thị trấn Grasse này, hay là ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, ở Maroc. Với 8 triệu bông hoa nhài được hái bằng tay, tính ra là khoảng tầm 1.000 kg, thì các bạn mới có thể cho ra 1 kg absolute jasmine, là hoa nhài tinh dầu hoa nhài đó, nguyên chất. Đây là một con số rất là khổng lồ. Và với cái giá thành rơi vào đâu đó khoảng tầm 15 cho đến 20 nghìn đô, tùy vào được là loài nhài đến từ vùng nào. Nếu như ở Pháp thì nó sẽ có giá thành cao hơn so với những vùng như là Maroc, như là Ấn Độ, vân vân. Lý do vì sao mà nhài lại đắt như vậy, đó chính là hoa nhài thì nở vào ban đêm và nó rất nhạy cảm với nhiệt độ cũng như là ánh sáng mặt trời. Vì thế chúng ta bắt buộc phải thu hoạch nó vào buổi sáng sớm, và người dân thì hoàn toàn phải hái bằng tay. Điều này cũng làm cho cái việc thu hoạch cũng như là nhân công và những cái chi phí khác đội lên rất là nhiều. Trước đây thì có một cái cách chiết xuất hoa nhài là sử dụng cái phần mỡ béo, và các bạn có thể xem trong bộ phim Kẻ Sát Nhân Về Mùi Hương, có một đoạn thanh niên này đi học ở trong một cái trường, một cái gọi là cái nhà xưởng mà người ta sử dụng những cái tấm vải, sau đó căng lên những cái mảnh gỗ và để những cái bông hoa và một cái lớp mỡ béo lên để lấy mùi hương. Còn bây giờ thì với cái sự phát triển của khoa học thì nó đã được chiết xuất bằng dung môi dễ bay hơi, nhưng giá thành của nó thì vẫn rất rất đắt. Nhưng các bạn không cần phải lo, với cái sự phát triển của khoa học thì những tập đoàn lớn như kiểu Firmenich họ đã cho ra những cái thành phần như kiểu Hedinon, hay là những cái tập đoàn như là ở đây theo như mình có nghiên cứu đó chính là Jasmonin của Givaudan, hay là Jasmelia của EFF, nó cũng có thể tái tạo lại được cái mùi hương hoa nhài nhưng với một cái giá thành và chi phí rẻ hơn để các bạn có thể cảm nhận được ở trong nước hoa. Có hai loại nhài thường được sử dụng trong nước hoa, đó chính là Jasmine grandiflorum và Jasmine sampac. Thì Jasmine grandiflorum nó có nguồn gốc từ một vùng thung lũng ở dãy Himalaya, và nó được sử dụng khá là nhiều và cũng lâu năm trong những sản phẩm về đồ thuộc da, về những sản phẩm mỹ phẩm như là đồ chăm sóc da, đồ nước thơm, rồi những cái sản phẩm chăm sóc tóc vân vân. Còn đối với nhài sampac thì các bạn có thể gặp nó rất nhiều trong những cái hoạt động văn hóa thường ngày ở Ấn Độ, đặc biệt là những nghi lễ tôn giáo. Nó thường được đan làm những cái vòng đeo cổ hoặc là những cái mặt dây chuyền, đặc biệt là xuất hiện rất nhiều trong lễ cưới như mình đã nói ở phần đầu. Về sự khác biệt hai mùi hương này thì đối với nhài grandiflorum nó sẽ ra cái mùi trái cây rất là rõ rệt, tươi, xanh, có thể là hơi chút khói, caramel và mật ong. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề là thu hoạch vào giai đoạn nào trong năm. Ví dụ như đầu mùa thì sẽ có cái mùi xanh rõ rệt hơn, và ở phần giữa mùa thì sẽ lên mùi trái cây và mật ong rõ rệt. Còn phần đối cuối mùa nó sẽ lên được cái nét hoi hoi, hơi animalic, và đây là một cái nét mà nhiều người không thích ở trong nước hoa. Đối với nhài sampac thì mùi hương nó sẽ có phần dry down lên cái nét đinh hương cay ấm rõ hơn so với cái nhài grandiflorum, và toàn bộ những cái khía cạnh béo xanh nó cũng rõ rệt, đặc biệt là khía cạnh animalic của nhài sampac nó cũng rõ hơn. Và một cái khác biệt nữa đó chính là thu hoạch đầu mùa thì mùi hương nó rất là dày, còn đối về cuối mùa thì nhài sampac nó mang lại một cái mùi hương có phần nhạt nhòa hơn so với nhài grandiflorum và so với chính nó ở phần đầu mùa. Và sau đây là một vài mùi hương mà các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên thị trường. Có thể là mình sẽ liệt kê không hết nhưng sẽ chỉ là một vài đại diện thôi. Đầu tiên đó chính là 3D Mugler Alien. Đây là một trong những cái mùi nhài rất đặc trưng và điển hình ở trên thế giới. Mình cũng đã có video review về em này bên nền tảng bên kia. Thứ hai đó chính là Sugar Lutein Alanui, là một trong những cái mùi
mùi nhài cũng rất là thú vị. Nhài các bạn cũng có thể tìm kiếm ở trong những sản phẩm của Le Labo như kiểu Jasmine, và những cái sản phẩm như là ở trong cái cuốn sách này có ghi lại, đó chính là Coco Chanel No. 5 phiên bản HS. Đây chính là em đó. Và bên cạnh đó thì là Jasmine de Nuit của nhà The Different Company, một trong những cái mùi nhài và nhà hương này thì đang được A-Land hình như đang phân phối. Bên cạnh đó thì có những cái mùi nhài mà mình cũng đã liệt kê ra, thí dụ như kiểu Diptyque Olin, những cái mùi như kiểu Imaginary Fog in the Flower Bed, hay là một cái mùi trà nhài cũng đã xuất hiện ở trên kênh của mình, đó chính là tôi không có con đấy ở đây, đó chính là Kilian Imperial Tea. Và bạn ưng mùi nhài nào thì rất là mong các bạn có thể feedback ở phía dưới nhé.